Shop Hải Đăng lại xin chào toàn thể các bác làm thợ lu hang mật. Thì video ngắn ngày hôm nay, shop bên em lại xin giới thiệu tới các bác về những cái vật tư không thể thiếu được khi các bác nuôi ong về mùa đông. Thì về cái vật tư đầu tiên thì xin giới thiệu tới các bác đó là cái mẫu máng ăn. Thì cái mẫu máng ăn này thì các bác làm thợ nuôi ong thì cũng biết được rồi. Đấy, về mùa đông thì hầu hết tất cả các tỉnh thành trên cả nước thì đều không còn nguồn hoa để cho con ong khai thác mật. Thì các bác bắt buộc phải cho ong ăn si rô đường để duy trì đàn ong. Thì đây là cái mẫu máng nhựa tái chế này. Thì ở bên cơ sở là sẽ có hai mẫu máng nhựa. Một là máng nhựa cao cấp và hai là tái chế. Đấy, đối với cái hàng tái chế này thì giá cả của nó cực kỳ là rẻ. Đấy, để phục vụ các bác thì các bác đặt vài tấm thì bên cơ sở là cũng đóng hàng gửi cho các bác nhé. Đấy, cái này thì đang hiện tại giá cả của nó đang là 10.000 đồng trên một tấm này. Đấy, với cái dung tích thì các bác để được gần 1 lít. Đấy, gần 1 lít nó rơi vào khoảng độ tầm 75 đến 80 ml ấy. Gần 1 lít thì si rô đường để các bác cho ăn ở trong đây. Còn về cái đồ bảo hộ tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác đó là cái mũ bảo hộ chống ong đốt. Thì công dụng của nó thì cách dùng thì rất là nhiều video em giới thiệu rồi. Còn công dụng của nó thì tránh ong đốt này. Đấy, khi các bác đi thăm ong hoặc các bác khai thác mật thì các bác nên sử dụng cho mình một cái đồ bảo hộ. Cái mũ này thì nó là tựa dáng kiểu mũ cao bồi. Đấy, đã được có cái phần nẹp đấy chống co mũ. Đấy, cái mũ này sử dụng thì cực kỳ là thoáng mát này. Đấy, đối với các bác mặc đội về mùa hè khai thác mật thì rất là mát. Cái phần lưới nhìn ra ngoài thì được làm bằng lưới màu đen như thế này để khi đảm bảo cho các bác là các bác sử dụng vào điều kiện thời tiết trời nắng thì nó sẽ không gây ra là chói mắt. Còn đối với mùa đông thì các bác có thể là bo phấn, bo bột đậu cho ong. Thì đây là cái phấn hoa và bột đậu này. Đấy, thì về phấn hoa thì bên cơ sở là bán phấn 100% là phấn cỏ kim. Đấy, phấn loại 1 các bác nhé. Còn về bột đậu thì là bột đậu lành, hàng xay rất là sạch, nghiền nhỏ. Đấy, đối với các bác mua với hai cái này thì về trộn, đấy, hòa vào cho ong ăn thì nó sẽ giữ được cái đàn ong với cái thế quân đông. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là con ong nó không bị chết do là thiếu nguồn. Còn bên cơ sở là bán thêm cả gói thức ăn tổng hợp cho ong. Đấy, thức ăn dành cho ong mật này. Cung cấp tổng hợp các vitamin đấy, và tăng sức đề kháng này. Về công dụng của nó thì hỗ trợ và cân bằng hệ tiêu hóa này, kéo dài thời gian đẻ cho ong chúa, tăng cường sự đề kháng cho ong thợ đấy, kích thích ong lấy mật, tăng tuổi thọ cho ong thợ này, chống rụng ong non. Đấy, về cách hướng dẫn sử dụng thì một cái gói Lution này thì các bác có thể là đây, gói này là 500g nhé các bác nhé. Đấy là lửa cân đấy. Thì các bác hòa vào với là 15kg bột đậu lành và tương lượng độ phấn hoa thì các bác pha tỷ lệ, ví dụ 15 cân bột đậu lành thì các bác pha cho em tầm khoảng 4 cân, 4 đến 5 cân phấn hoa là ok. Đấy, đối với là một trại ong lớn nhé các bác nhé. Còn đối với các bác nuôi 5-10 đàn chẳng hạn thì các bác lựa chừng các bác pha. Đấy, thì các bác chia tỷ lệ ra thì các bác pha. Nếu mà nuôi ít thì các bác cứ pha tỷ lệ 1-1. Đấy, một cái loại thức ăn tổng hợp này các bác pha với một phấn và một bột đậu và một đường cho ông ăn. Đấy, còn về ngoài những cái máng cho ông ăn như là nhựa tái chế với cả máng nhựa ăn cao cấp ấy, thì bên cơ sở là có bán thêm là máng cho ông ăn để vách cầu đây các bác nhé. Đấy, để vào hai cái vách cầu cho ăn trực tiếp ở trên xà cầu ấy. Đấy, cái này thì giá cả của nó thì cũng đắt hơn so với cái kia là vài ngàn đồng. Nhưng mà có cái này thì rất là tiện. Đấy, ưu điểm của nó thì khi các bác sử dụng cái máng này cho ông ăn ấy, thì các bác có thể là nhìn thấy mực si rô đường các bác rót vào để nó không bị tràn. Còn đối với máng nhựa tái chế với cả máng nhựa cao cấp thì các bác phải cho ong ăn sớm hơn một chút thì các bác mới nhìn thấy là cái mực si rô đường các bác cho ăn. Còn ngoài những cái vật tư như thế này và những cái thức ăn dành cho ong thì bên cơ sở là có bán thùng quay ong, thùng nuôi ong mật, phôi thùng nuôi ong và cầu ong. Đấy, bán tất cả các phụ kiện về ngành ong từ những cái thứ nhỏ cho tới thứ lớn. Đấy, bác nào xem được cái video này cần cái vật tư gì để nuôi ong thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em. Cũng như là vào đến mùa đông các bác cần vực ong, cần thức ăn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp bên cơ sở là sẽ có nhân viên tư vấn kỹ lưỡng cho các bác. Còn một video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.